6 giờ sáng, chợ Châu Bò Đại Sơn đã chật kín. Chợ họp 6 phiên mỗi tháng, mỗi phiên có hàng nghìn con trâu, bò được vận chuyển về từ các vùng trên cả nước. Thậm chí còn cả ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Trung Quốc được tập kết. Mặc dù chợ Châu Bò đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc mua bán, giao thương giữa người dân trong vùng nói chung và các thương lái ngoài vùng nói riêng, thế nhưng một thực tế đang cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh. Việc tập kết một số lượng lớn trâu bò trong một diện tích nhỏ đã khiến chất thải không được kiểm soát. Đó là chưa kể một lượng rác thải phát sinh trong suốt phiên chợ do cả người bán lẫn người mua xả ra. Phải rất khó khăn, nhóm phóng viên mới ghi lại được những hình ảnh này, vì nếu không cẩn thận sẽ bị chính trâu bò dẫm và hút phải. Có thể nói làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà cái dịch bệnh nó vẫn cứ thường xuyên nó xảy ra. Bởi vì mình kiểm soát không nổi, kiểm soát nhiều khi là cái hàng xuất đi thì mình kiểm soát được, cái hàng về thì nhiều khi còn kiểm soát không được, không chặt chẽ, thì cho vậy là dẫn đến là nhiều khi vẫn cứ có những cái dịch bệnh như lở mồm long móng rồi thì dịch tay xanh là vẫn thường xuyên xuất hiện ở tại cái chợ ủ này. Điều đáng ngại là hầu như ý thức về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của người dân ở khu vực này còn rất hạn chế. Nhiều người mang trâu bò bị bệnh ra chợ để bán, hòng gỡ vốn. Người không may mua phải thì đã mang dịch bệnh về địa phương mình. Dân với xe về thì nói chung mọi cơ quan của nhà nước thì đều kiểm dịch ở tại chợ và không quản lý chợ cũng rất là ổn định cho dân để về nuôi. Thứ ba nữa thì nói chung người dân đi mua cũng là rất yên tâm về để qua trạm kiểm dịch để về qua đợt dịch bệnh ra, mình lấy bệnh ra. Cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn khi mà phần lớn gia súc được thu mua và vận chuyển từ nhiều vùng khác bên ngoài vào, công tác kiểm dịch còn bị buông lỏng. Nhiều trường hợp khi phát hiện trâu bò nhiễm bệnh nhưng lại không có khu cách ly, khiến việc khoanh vùng kiểm soát rất khó khăn. Khi chúng tôi bắt đầu có một xe hàng vào để đăng ký làm thủ tục kiểm dịch, thì chúng tôi có bước đầu tiên là một là cho cán bộ kiểm dịch ra phun tiêu độc khử trùng, sau đó cử cán bộ lên kiểm tra lâm sàng, sau đó mới tiếp tục cho chủ gia súc vào viết tờ khai và cho anh em lên, nếu đảm bảo cho anh em lên đóng dấu, sau đó rồi mới kiểm tra lại đã đầy đủ các cái thủ tục đó rồi cấp thủ tục kiểm dịch cho họ đi ra ngoài tỉnh. Thứ nhất là về quỹ mỗi chợ thì nó quá chật, chưa được là đầu tư để tạo thành một cái khu chợ cho nó đảm bảo về vấn đề vệ sinh môi trường này. Rồi cả cái khu nuôi nhốt, cả cái con trâu bò dịch bệnh mình chưa có. Rồi cái khu quản lý thị trường của cái chợ là cũng chưa có, do đó thì rất là gặp khó khăn trong cái công tác quản lý nhân lực về cái chợ và đồng thời cũng là cái quản lý về cái dịch bệnh của cái trâu bò. Để duy trì và phát triển chợ trâu bò, chính quyền xã Đại Sơn đã có nhiều kiến nghị với các cơ quan cấp trên. Thế nhưng mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Các biện pháp tuyên truyền, vận động mặc dù đã được triển khai xuống tận thôn xóm nhưng đều không hiệu quả. Chợ trâu bò ở Đại Sơn vẫn hoạt động bất chấp nguy cơ bùng phát và lây nhiễm dịch bệnh.